Duy Hà Nội Phố xin mến chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện tại Duy đang đi trên đường thị trấn. Duy mời quý vị và bạn cùng Duy đồng hành với một anh lái xe ôm. Duy vừa đặt anh ý là đi xe ôm từ chỗ khách sạn tới khu vực gọi là hang Quân Y. Mời quý vị và bạn cùng Duy trước khi đến với lại hang Quân Y thì chúng ta đi dọc theo đường thị trấn Cát Bà để chúng ta xem khung cảnh nhé. Mình xin giới thiệu với bạn, mình tên là Dương. Mình ở thị trấn Cát Hải, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Mình làm nghề xe ôm này hơn chục năm nay rồi. Anh là người nơi khác tới đây hay là anh là người ở đây luôn? Người ở đây luôn, người ở dân đảo luôn. Trước mình cũng đi biển đánh bắt tôm thủy hải sản, xong rồi đổi nghề rồi làm trên bờ để bão sóng gió. Ở Cát Bà thì nói chung cũng nhiều điểm du lịch, nó cũng độc đáo. Cái thứ nhất là hang Quân Y là những nơi của chiến tranh hồi xưa ở trong cái quả núi ấy, nhân tạo. Tới đó thì sẽ có bạn thân binh ở đấy không? Đúng rồi, có hướng dẫn. Đây em thấy có một bãi tắm này là bãi tắm Tùng Thu. Vâng, là bãi tắm thứ tư ạ. Đúng rồi, vâng. Thứ tư số 4. Bãi này thì đặc điểm của nó là bãi 1, bãi 2, bãi 3 sóng to nhưng bãi này không bao có sóng. Tức là rất là phù hợp với lại các bén nhỏ đúng không ạ? Nhưng mà nước thì không được trong đúng không ạ? Đúng rồi. Anh ấy khu đô thị đây là của bên nào đấy? Của tập đoàn Villa Collect. Đây là ghi là các bà Martin. Đây là xây nhà nghỉ hay là xây nhà để bán? Một chung cư rơi khoảng tầm 10 tỷ một căn chẳng hạn đấy. Xây được bao nhiêu phần trăm rồi đấy anh? Cũng phải 80% ấy. Nó bao nhiêu năm rồi, bây giờ nó mới hoàn thiện. Thẳng cái đường này là anh em mình sẽ đi về phía bến Phà Gót đúng không? Đúng rồi, chuẩn luôn. Ra đi hang Quân Y này xong đến vườn quốc gia Động Trung Trang, điểm du lịch. Còn ở trung tâm thị trấn Cát Bà thì có pháo đài Thần Công, điểm du lịch đẹp nhất Cát Bà. Độ cao 177m so với mực nước biển. Từ trên đấy mình có thể nhìn toàn cảnh luôn, nhìn ra đảo Cát Ông này, núi Voi Phục và cảng cá. Cách vị trí hang Quân Y khoảng bao nhiêu ạ? Nếu mà từ điểm đấy đang ở trung tâm luôn, mình Cát Bà luôn à? Nhưng mà trên đỉnh núi luôn. Đỉnh núi độ cao là 177m so với mực nước biển, là cao nhất ở Cát Bà luôn. Đấy, tí nữa nếu mình đi theo một tour là trước hết là cứ đi ra hang Quân Y á, xong rồi đi theo lịch trình vào Động Trung Trang, xong rồi đến vườn. Vườn thì ở đấy có đỉnh Ngự Lâm và cây Kim Giao ấy. Hồi xưa nếu mà về lịch sử là cái đũa ấy, để đũa thử độc ấy của nhà vua. Xong rồi quay lại mình sẽ cho bạn một tour là đi lên pháo đài Thần Công. Này đấy là được xây dựng vào năm 1945. Trên độ cao 177m so với mực nước biển. Đấy đã diễn ra hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đấy, ở trên đấy thì có cái từ dưới dốc lên khoảng tầm 3 cây số, nhưng mà các chú bộ đội tài ba là cho những cái khẩu pháo nặng 20 tấn đi từ dưới lên. Tí bạn lên tham quan bằng dọc dọc tự chế. Đền Cửa Bà ngoài cách chỗ sân đám cách khoảng tầm 15 cây. Đấy, đền đây là linh thiêng nhất ấy. Mọi người cứ tầm Tết du xuân là hay đến cửa đền đấy. Cầu vận may an lành, làm ăn may mắn. Có hai đường, một đường trong vườn và một đường ngoài ven biển. Đây bây giờ là mình đi vào đường trong rừng. Cát Bà là có khoảng xã Gia Luận này, xã Chân Châu, Hiền Hào, Xuân Đám, Phù Long, khoảng tầm 6-7 xã thì đấy, mới Gia Luận nữa, làng Việt Hải nữa đấy. Mùa hè này thì đa số khách Việt nhiều, mùa đông thì có khách Tây mới Trung Quốc. Đấy, thỉnh thoảng em thấy khách Tây là thuê xe máy. Đúng rồi, cứ họ đi tự khám phá. Thuê xe máy là tính theo giờ ạ? Không, theo ngày luôn. Nếu mà ai thuê tiếng thì giá khác, mà thuê cả ngày giá khác, nó không căn cứ. Chẳng hạn thuê cả ngày, nếu mà xe Lovo thì xe đấy là khoảng 200.000 một chuyến, à một xe xăng tự đổ. Đấy. Đấy, như lấy xe như vậy đấy. Từ ở bến Phà Gót mà ra đến đến thị trấn Cát Bà khoảng rơi vào tầm 23 cây. Cả đến Tuần Châu cũng vậy, có khoảng cách nó chỉ dao động 25 cây đổ về thôi. Cảnh đây em thấy là cũng rất đẹp đấy. Thế bạn ra Cát Bà mấy lần rồi, hay lần đầu tiên? Em lần thứ hai ạ.
Vâng, nếu mà thưa đi khám phá các cái địa danh này. Đúng rồi. Ở dưới thung lũng bà con như ở trồng rau, trồng hoai sắn ấy. Đấy, đấy. Đi vào hang động Trung Trang đẹp lắm. Nó như kiểu Phong Nha Kẻ Bàng ấy, nhũ nhất núi. Quả từ quả núi này mà nó rỗng 400 mét từ điểm nọ sang điểm kia, có lối thông nhau. Trong đây chắc là vùng cấm người dân không được vào đây sinh sống đúng không ạ? Có. Đây chỗ này cũng có dân ở mà, khoảng mấy trăm hộ dân. Đây dân cư họ ở đây, đa số họ tỉnh nơi khác đến lập nghiệp ấy. Chứ dân Cát Bà là tạm ở trung tâm thị trấn kia nhiều. Ở đây cũng trồng được lúa mà, nói nước hay nói đảo là vẫn trồng được lúa nước ấy. Ừ. Đây hang quay này, đấy, 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 ở cái khúc nhỏ nhỏ cái đen kia đấy. Đấy mà bom mà Mỹ thả không mà xi nhê gì ấy. Trong đấy rộng lắm. Xây nhà 3 tầng Trung Quốc xây dựng ấy, chợ Việt Nam ấy từ năm 1963 đấy. Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Vâng thưa quý vị, bây giờ Duy sẽ cùng anh xuống dưới đây để mua vé đi vào. Ở quanh đây thì cũng có các dịch vụ. Đúng rồi, dịch vụ đầy đủ hết. Khách mua vé. Dạ vâng, chào hai anh. Chào anh. Sao anh hai vé? Dạ vâng, quá. Một vé thôi, xe ôm không, xe ôm không mất. Xe ôm không mất à? Bao nhiêu ạ? Dạ vâng, 40.000 thôi anh ạ. Cảm ơn nhé. Dạ vâng. Cảm ơn anh. Vâng. Mời anh di chuyển theo hướng này. Dạ. Mình sẽ đi lên khoảng 2 đến 3 phút mình lên trạm nghỉ phía trên. Dạ. Từ trạm nghỉ phía trên em có hướng dẫn thông báo hết toàn bộ chi tiết ở trong hang cho mình. Dạ. Vâng thưa quý vị, mời quý vị bạn cùng Duy chúng ta cùng vào nhé. Cái ấn tượng đầu tiên của Duy đó là những cái bạn mà bán vé rất là thân thiện cũng như là hướng dẫn nhiệt tình. Lúc này Duy đi khoảng tầm hơn 2 giờ chiều. Hôm nay là ngày chủ nhật cho nên là cái lượng du khách tới đây không nhiều. Nếu mà vào thứ bảy anh nhỉ? À, đúng rồi, thứ bảy đông lắm. Ừ, lượng khách là đông. Vâng. Đây, lối đầu tiên mà chúng ta lên đó là những cái bậc đá. Duy có tìm hiểu trước những cái bậc đá này thực tế trong quá trình mà xây dựng hang quân y thì đây không phải là lối chính của hang mà đây là cái lối giống như là lối đằng sau ấy. Vâng, lối thoát hiểm đúng không anh? Ừ. Nhưng mà đến bây giờ để cho du khách đến thì lại là lối vào chính. Nhưng mà khi ra thì lại ra lối khác. Rồi, chúng ta đã lên tới nơi. Chào chị. Đây, cái cửa hang này là anh em mình đi đường nhìn thấy đấy. Đúng không ạ? Giới thiệu với mọi người thì hang quân y này thì được xây dựng từ những năm 1963 cho đến năm 1965 là trong vòng 2 năm và nó được hoạt động trong vòng 10 năm là từ năm 1965 cho đến năm 1975 sau khi chiến tranh chống Mỹ của mình kết thúc. Nhưng mà trước đấy thì vào thế kỷ thứ 14 thì có một vị tướng thời Trần, ông đã từng tìm ra hang này rồi, đặt tên cho hang là Hùng Sơn. Sau này thì bộ đội và người dân địa phương ở trên đảo Cát Bà này họ vào trong hang để tránh bom và chữa bệnh ở bên trong nên đã đổi tên hang thành hang quân y cho đến thời điểm bây giờ. Vâng. Hang quân y thì có tổng diện tích là khoảng 2.000 mét vuông, chiều dài đi lại của hang là khoảng 200 mét và tối đa là có khoảng 200 người sinh hoạt ở trong này trong thời chiến tranh. Nhưng mà chỉ là trong chiến tranh thôi, còn cái sức chứa nhiều nhất có thể thì có thể lên tới 1.000, 2.000 người ở trong hang rất là rộng. Nó gồm có 17 phòng chức năng, 3 tầng và 2 đường thoát hiểm trên khu vực tầng 3. Ở dưới khu vực tầng 1 được xây dựng bệnh viện dành riêng cho thương bệnh binh, bác sĩ và y tá thì có 17 phòng chức năng khác nhau. Ngoài những phòng để phục vụ cho việc khám chữa bệnh ra thì còn những phòng để phục vụ cho việc sinh hoạt nữa. Và khu vực tầng 2 của hang lại chỉ dành riêng cho bộ đội của mình thôi. Họ sẽ rèn luyện sức khỏe, tập luyện thể lực và kỹ năng chiến đấu. Ngoài ra thì khu vực tầng 3 thì có một cái phòng họp cho chỉ huy quân sự ở ngay bên dưới. Nhưng mà sau khi chiến tranh của mình kết thúc thì cửa phòng cũng đã được bít kín lại, được xây dựng lại do bộ đội của mình. Bởi vì như mọi người cũng biết thì trong quân đội họ luôn có cái bí mật riêng và có thể là sĩ quan của mình trong thời chiến tranh thì họ đã từng vẽ lên trên tường những cái sơ đồ, những cái chiến thuật trong chiến tranh. Nên hiện tại thì trên khu vực tầng 3 này đang cấm và bởi vì đi lại trên
đấy cũng khá là trơn, khá là nguy hiểm. Vâng. Trải qua trong vòng 10 năm sinh hoạt ở trong hang này thì mọi người sinh hoạt ở trong này rất là an toàn. Và như mọi người cũng nhìn thấy là ở vị trí ngoài cửa này thì nó rất là bé và cây cối ở đây nó che chắn rất là nhiều. Nên là trong thời chiến tranh ấy, thì quân đội Mỹ họ không phát hiện ra mình sinh hoạt ở trong này trong thời chiến tranh. Rất là an toàn và bí mật. Và ngoài ra thì lý do tại sao mà quân đội Mỹ lại thả bom ở khu vực đảo Cát Bà là bởi vì trong chiến tranh thì những cái con tàu không số ấy, họ tiếp viện lương thực và vũ khí cho miền Nam đi qua khu vực vùng vịnh của đảo Cát Bà, và họ đã máy bay của địch đã phát hiện ra và thả bom để tiêu diệt, nên người dân ở trên đảo Cát Bà này họ cũng chịu ảnh hưởng bởi bom đạn cũng khá là nhiều. Vâng. Đấy. Và trong thời chiến tranh thì trong hang này thì không có điện nên là mọi người chỉ sử dụng đèn dầu thôi, rất là tối và ẩm ướt, và ngoài ra thì cũng rất là nhiều muỗi và cũng không có quá nhiều thương vong là do bom đạn đâu mà do bị sốt rét là nhiều. Và tí nữa nhà mình đi vào trong hang này thì mình sẽ nhìn thấy toàn bộ kết cấu ở trong hang là đều được lưu giữ từ thời chiến tranh cho đến bây giờ, và các bộ đội của mình ngày trước trong chiến tranh họ xây dựng lên rất là giỏi, rất là kiên cố. Và đây tiếp tục là vị trí bên này. Vâng, như anh có thể nhìn thấy là cái cửa này là niên đại của nó là khoảng 50 năm rồi. Và trước đây thì do Liên Xô họ hỗ trợ cho mình với cái thiết kế mặt bên ngoài là mặt cong và bên trong là gồm hai lớp thép rất là dày. Khi mà bom đạn bắn vào đây thì nó sẽ không thể xuyên qua được, bảo vệ rất là kiên cố cho bên trong. Và ngoài ra khi mình đóng cửa lại thì nó còn được cách âm với bên ngoài nữa. Đấy, tiếp tục mời các anh vào trong. Trong quá trình xây dựng là do Liên Xô xây dựng cho mình hay là do Trung Quốc xây dựng? Thực ra là trong thời chiến tranh thì người Trung Quốc ở trên đảo này cũng khá là nhiều, người dân tộc Hoa đấy, và người Hoa đấy cùng với lại người Việt mình và bộ đội Việt Nam mình cùng nhau xây dựng lên cái hang này. Còn vật dụng ở trong hang này thì chủ yếu là do Liên Xô họ hỗ trợ cho mình, ví dụ như là xi măng và sắt thép đấy. Và cái kỹ thuật, cái cách thức xây dựng các phòng ốc như này là cũng nhờ Liên Xô họ có bản vẽ, họ hỗ trợ cho mình để mình xây dựng lên cái hang này. Chiều dày của cái tường hai bên này chắc là nó tương đương như thế này thôi đúng không? Dạ vâng, chỉ có ở vị trí ở những cái khu vực cửa ngoài ấy, thì nó sẽ dày hơn để chống bom đạn, chống bắn phá. Còn bên trong thì bề mặt bức tường thì sẽ khoảng từ 20 đến 30 phân, còn bên ngoài là sẽ khoảng 40 đến 50 phân, rất là dày. Đây. Trước khi vào là chúng ta thấy phòng trực ban đúng không? Sẽ có hai phòng trực ban ở hai đầu cửa hang, canh gác và thông tin liên lạc cho bên trong. Ngày xưa là đây cũng có cánh cửa nhỉ? Vâng. Hai lớp cửa để bảo vệ kiên cố cho bên trong. Vâng, và tiếp tục là khu vực phòng hậu cần mà cũng là nhà bếp của hang. Vâng, và chỉ có một nhà bếp để cho toàn bộ mọi người trong hang thôi. Rất là nhỏ gọn. Đây là ngày xưa, đây là cái cũ rồi em. Vâng, đây là những cái xứ cũ. Và trước đây thì trong hang này không có điện, chỉ sử dụng đèn dầu. Nhưng mà cho đến những năm sắp chiến thắng ấy, những năm 1973, 1974 ấy, thì mới được hỗ trợ máy phát điện từ Liên Xô và Trung Quốc. Nên là trong này là cũng có điện. Vâng. Đấy, khu vực nhà bếp ấy. Nhưng mà có thể là chỉ sử dụng cho thương bệnh binh thôi. Bởi vì trong thời gian chiến tranh ấy, thì đồ ăn của mình cũng không có nhiều, chủ yếu là đồ ăn tự nhiên hoặc là lương khô. Vâng. Đây là có ống khói này. Vâng, đây có đường thoát khói đấy. Đây, và như mình ra ngoài là mình có thể nhìn thấy rõ hơn. Đây, trong khi nấu nướng ấy, khói nó sẽ đi theo đường ống ở trên này, đi xuống dưới lòng đất và thoát ra ngoài phía sau núi. Nên là địch Mỹ không thể phát hiện ra mình sinh hoạt ở trong này. Và trước đây thì nó có một đường ống ở đây nhưng bên em cũng lược bỏ rồi. Giống như bếp Hoàng Cầm ấy nhỉ? Bếp Hoàng Cầm, vâng, chính xác đấy. Và đây là những cái ô này là những cái ô bẫy nha mọi người nhé. Vâng, bẫy bên trong này thì sẽ có hai bẫy ở hai đầu cửa hang. Bên trong này thì độ sâu của nó sẽ khoảng 1 mét và gồm có bẫy trông và bẫy dập. Trong trường hợp nếu như mà địch Mỹ tấn công mình bất ngờ thì những cái bẫy này nó hoạt động rất là hiệu quả. Nhưng mà cũng rất may mắn cho địch là trong thời chiến tranh là họ chưa từng biết đến cái hang này, nên là những cái bẫy này chưa từng được sử dụng. Vâng, chỉ là dự phòng thôi. Đấy, tiếp tục đến bên này là khu vực kho thuốc chữa bệnh. Thuốc. Chính vì nó nằm ở vị trí bên ngoài gần cửa trước này nên là nó rất phù hợp cho việc vận chuyển thuốc và vũ khí vào trong hang. Đây này vẫn thấy thấm nước ở trên trần đây này. Trong cái môi trường trong này thì vào cái khu vực, vào cái thời gian mùa hè này thì nó hơi ẩm ướt một chút. Đây là mô hình thôi đúng không? Dạ vâng, mô hình dàn dựng lại thôi. Bởi vì ngay sau khi chiến tranh của mình kết thúc thì hang quân y thuộc về quân đội quản lý, nên là đa số những cái vật dụng ở trong hang này thì họ cũng được luân chuyển về bảo tàng và về quân đội hết rồi. Nên bây giờ hiện tại thì bên em chỉ có dàn dựng lại để cho mọi người dễ tưởng tượng ra thôi. Và tiếp tục đến bên này ạ. Khu vực kho vũ khí. Trong khoảng thời gian chiến tranh thì thuốc và vũ khí của mình thì đều được hỗ trợ từ Liên Xô và Trung Quốc thông qua đường biển. Kho vũ khí có vẻ rộng hơn. Vâng. Đây là những mô hình thôi đúng không? Dạ vâng, một số mô hình thôi, dàn dựng lại. Đạn dược và vũ khí, súng AK cùng với lại đạn của xe tăng và B-40, B-41.
tiếp tục ở vị trí bên này. Bên này là khu vực phòng cấp cứu cho thương binh ạ. Phòng cấp cứu. Vâng, sẽ có khoảng 2 cho đến 3 người trong một phòng cùng với lại bác sĩ và y tá. Và như mọi người nhìn thấy thì tất cả những cái phòng này đều không có cánh cửa là để cho không khí nó lưu thông vào trong phòng thông thoáng hơn. Do cái sự lưu thông bằng gió tự nhiên từ cửa vào thôi, chứ không qua cái hệ thống máy nào cả. Làm mát tự nhiên và lưu thông gió cũng rất là tự nhiên. Vâng, đúng ạ. Nhiệt độ trung bình trong này thì nó sẽ khoảng từ 20 cho đến 24 độ, 19 đến 24 độ. Vâng, rất là dễ chịu. Đây, tiếp tục ở vị trí bên này. Khu vực phòng họp. Phòng này được xem như là rộng nhất của tầng 1 cho em. Vâng. Phòng này với lại khu vực phòng ngủ là rộng nhất. Vâng. Tại phòng này thì bộ đội của mình họ sẽ họp bàn và thông tin liên lạc với bên ngoài. Vâng. Và như mọi người nhìn thấy thì đây là chính là những cái điện đài từ trong thời chiến tranh. Và trước đấy thì các trinh sát của mình ở bên ngoài, họ theo dõi máy bay của địch và thông tin liên lạc cho bên trong thông qua những cái điện đài này. Bán kính của nó sẽ khoảng từ 3 cho đến 4 km quanh khu vực. Và nó xuyên qua được cả quả núi này luôn. Vâng, xuyên địa hình này. Của Nga, của Liên Xô nên là rất là tốt, đồ dùng rất là tốt. Vào năm 1964 thì ngay sau khi xây dựng hang quân y này xong thì Bác Hồ cũng đã từng ghé qua và xuống đến cảng cá dưới Cát Bà. Vâng, đấy. Vào năm 1964 để thông qua để xem các chiến sĩ của mình sinh hoạt ở trong này vâng như thế nào. Ngay sau khi xây dựng hang quân y xong. Sau đây thì mời nhà mình đi lên khu vực tầng 2 của hang. Vâng, khu vực tầng 2. Sau khi tham quan tầng 2 xong thì mình sẽ đi đường này và ra ngoài luôn. Tí mình cũng qua lại các phòng này. Có, tí nữa mình sẽ đi xuống và đi ra. Tiếp tục đến bên này là khu vực bể chứa nước để phục vụ cho việc sinh hoạt. Bể chứa nước. Nước thì sẽ chảy tự nhiên từ trên núi xuống vào mùa mưa. Còn bây giờ thì bên em là cũng chặn hết đường nước rồi vì mình không sử dụng nữa rồi, tránh muỗi và ẩm ướt ở trong hang. Tức là nước sẽ chảy ở cái bóng điện kia xuống á? Vâng, trên khu vực tầng 2 tí nữa mình lên thì mình sẽ thấy đường nước nó rõ ràng hơn. Đây còn những cái ổ điện ngày xưa này. Ổ điện từ ngày xưa. Xuống là dàn dựng lại. Và tiếp tục đến bên này là khu vực giặt rũ vệ sinh, hành lang rửa mặt này. Một cái bồn rửa đấy ạ. Nước thì sẽ theo khu vực bể nước theo đường ống dẫn ra và thoát ra bằng đường bên này. Đấy, tiếp tục đến bên này là khu vực phòng tắm. Và đây là như một cái bồn chứa nước để tắm. Và ngày trước thì bộ đội với lại người dân của mình họ chỉ đứng ở bên ngoài này dùng cái gáo múc nước để tắm thôi. Đấy, gáo rửa là cái mũ của ngụy đấy. Đấy, khu vực phòng tắm. Đấy, khu vực tầng 2 của hang. Đấy, lên trên tầng 2 này thì rất là rộng. Mình có thể nhìn thấy toàn cảnh hang tự nhiên. Khu vực tầng 2 đấy, là các anh có thể nhìn thấy là toàn bộ là trong là một cái hang động tự nhiên rất là rộng rồi. Và người ta chỉ xây dựng ở trong lòng núi tự nhiên này thôi. Và nếu như ở dưới khu vực tầng 1 là xây dựng bệnh viện dành riêng cho thương bệnh binh, bác sĩ và y tá, thì trên khu vực tầng 2 này chỉ dành riêng cho bộ đội của mình thôi. Họ sẽ giải trí, nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe và tập luyện du kích chiến đấu. Đấy, khu vực bể nước mà nhà mình vừa đi qua đấy. Đấy, các anh có thể nhìn thấy là nước nó sẽ chảy tự nhiên theo những cái ngách núi này vào cái bể nước này. Vào khoảng thời gian từ tháng 6 cho đến tháng 9 hàng năm. Nước này chắc là siêu sạch ấy, đúng không? Vâng, nước tự nhiên ấy. Mát. Lọc qua một cái lớp đá rất là dày. Đấy, tiếp tục ở vị trí bên này nhé. Tiếp tục ở vị trí bên này thì bộ đội của mình họ sẽ nằm bò trườn ở đây, vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa để tập luyện du kích và dã chiến. Và bên trong này thì chiều dài của nó là khoảng 15 đến 20 mét, chứ không có lối đi nào bên trong. Một cái ngách tự nhiên của hang động này. Trong cũng khá sâu. Vâng. Đấy, khu vực tập luyện, rèn luyện. Trước đây thì trong hang quân y có khoảng 200 người sinh hoạt, nhưng mà chỉ có khoảng 100 cho đến 150 người là các chiến sĩ của mình thôi, gồm một sư đoàn bộ binh quân khu 3 và quân khu 3 bộ binh của mình sinh hoạt ở trong này.
họ hỗ trợ và tiếp viện cho hỗ trợ cho các cái con tàu không số ấy, để tiếp viện lương thực và vũ khí vào miền Nam và đón những cái tiếp viện nhận hỗ trợ từ Nga, từ Liên Xô, Trung Quốc thông qua đường biển này, cũng tại vị trí bờ vịnh của đảo Cát Bà này. Vâng. Tiếp tục đến bên này là khu vực để cho các chiến sĩ của mình họ sẽ giải trí và nghỉ ngơi. Giải trí thì có thể nghe nhạc, nghe đài, chiếu phim, học tập tháo lắp súng. Nghỉ ngơi thì họ sẽ nằm trên những cái giường, những cái phản bằng tre cũng tại vị trí này. Và trên này là khu vực tầng 3. Trên tầng 3 này thì có một cái phòng họp cho chỉ huy quân sự ở ngay bên dưới. Nhưng mà sau khi chiến tranh của mình kết thúc thì cửa phòng này cũng đã được bít kín, đã được xây dựng lại rồi. Vâng. Và trên khu vực tầng 3 này thì ngoài ra thì còn có hai đường thoát hiểm nữa. Trong trường hợp nếu như mà địch Mỹ tấn công mình bất ngờ hoặc có thả bom lên trên núi này, hang có bị sập xuống ấy, thì bộ đội của mình trên tầng 3 và các sĩ quan họ sẽ nhảy vào bể nước thứ hai và chạy thoát ra ngoài bằng được cửa trước của hang. Ngoài ra thì họ còn có thể leo lên một cái thang dây ở phía bên trái của phòng họp trên này, chui qua một cái ngách đường kính của nó khoảng 1m² và ra ngoài phía sau núi để thoát hiểm. Ngoài ra thì hai cái đường thoát hiểm này còn để cho không khí nó lưu thông vào trong hang này thông thoáng hơn. Vâng, hai đường thoát hiểm. Bộ đội Việt Nam mình thì ngày trước thì hay đánh chủ yếu là đánh du kích. Vâng, và luôn có cái nơi ẩn trốn và lúc nào cũng có cái đường thoát hiểm. Vâng, trong trường hợp nguy hiểm. Còn bây giờ thì đi lại nó khá là trơn trượt nên bên em hạn chế mọi người. Trên này là cũng có cải tạo lại rồi, như cái nền này với lại cái đường đi lên tầng 2 là có cải tạo lại rồi khoảng 10 năm trước, còn lại là được lưu giữ từ thời chiến tranh cho đến bây giờ. Hang này thì được phát hiện ra từ thế kỷ thứ 14. Ngày trước đấy nó tên là Hùng Sơn, với lại còn gọi người thời đấy còn hay gọi là hang rơi, trong này rất là nhiều rơi. Vâng. Sau này thì mới được đổi tên thành bệnh viện dã chiến, rồi người dân Cát Bà mới gọi là hang quân y. Vâng, bệnh viện ngày trước là bệnh viện dã chiến đây. Và anh có thể nhìn thấy là trong khi nấu ấy thì khói nó sẽ đi theo đường ống này và thoát ra ngoài phía sau núi. Đây, một số những cái đường ống để thoát khói. Vâng, thoát khói và thoát nước của hang. Đấy, sau đây thì mời nhà mình đi xuống tầng 1 và tiếp tục tham quan ở bên dưới. Ngày trước là các bác sẽ trèo lên cái thang này. Vâng, đúng rồi, trong thời chiến tranh thì họ di chuyển bằng thang sắt này lên tầng 2. Rất là lâu rồi nên là cái sắt này nó cũng mục. Tiếp tục ở vị trí bên này là phòng điều trị cho thương bệnh binh. Sẽ có khoảng từ 5 cho đến 10 người trong một phòng này. Và người dân địa phương thì họ sẽ ngủ ở quanh những cái giường bệnh này để theo dõi và canh gác cho những cái thương bệnh binh. Và không có quá nhiều thương vong là do bom đạn, mà thương vong do bị sốt rét trong hang này cũng khá là nhiều. Bởi vì bộ đội Việt Nam mình ngày trước thì họ sinh hoạt, sinh sống ở trong rừng đông. Cái màn của Liên Xô tránh mũi. Màn tuyên, màn xô. Trước hãy xem video của anh Duy trên Facebook. Vâng, trên YouTube. Và tiếp tục là khu vực phòng ngủ. Và tất cả những cái giường này trong thời chiến tranh thì đều là giường tre hết. Ngoài ra thì còn có thể là giường tầng nữa, cho khoảng 20 đến 30 người trong một phòng. Những cái giường sẽ được xếp san sát lại với nhau, phục vụ cho người dân địa phương. Vâng. Chính vì nó ở trong cái điều kiện ẩm ướt này nên là những cái đồ gỗ là không giữ lại được nhiều, mục nát hết. Vâng, từ loa của Nga đấy, để nó sẽ phát tín hiệu từ khu vực phòng trực ban vào trong này. Trong trường hợp nếu như mà địch Mỹ bắt đầu thả bom đấy, thì họ sẽ thông tin liên lạc cho mọi người để mọi người vào trong hang này trú ẩn an toàn nhất có thể. Vâng. Tiếp tục đến bên này là phòng mổ, phòng phẫu thuật đấy. Và chỉ có một bệnh nhân cùng với lại bác sĩ và y tá thôi. Và trong thời gian chiến tranh ấy, thì cái điều kiện về y tế của mình rất khó khăn nên là có nhiều trường hợp là họ sẽ phải mổ sống hoặc là cấp cứu mà không có thuốc gây mê, gây tê. Ngày xưa toàn mổ sống.
Và vâng, đây chính là những cái đèn bão ngày xưa, đèn dầu, đèn bão. Thế là cái không khí, cái thời gian có bệnh nhân thì nó cũng không được trong lành như bây giờ đấy, đúng không? Mùi thuốc rồi, mùi máu, mùi thuốc, xong rồi lại ẩm dầu ướt nữa, dầu mỡ cháy nữa. Và khu vực nhà ăn vâng. Nhà ăn cảm giác hơi nhỏ nhỉ? Vâng, thực ra thì cũng không có quá nhiều đồ ăn, chỉ chủ yếu là rau củ quả thôi, với lại lương khô thôi. Protein thì nguồn protein thì có thể là từ tự nhiên như cá, và cũng có tăng gia sản xuất nhưng mà cũng không ở quanh khu vực hang Quân Y này. Đây, mình sẽ đi đường này lên. Đúng rồi ạ, như nhà mình nhìn thấy ở đây chính là những cái tay vịn, tay nắm để cho thương binh họ đi lên, họ bám víu vào. Trong thời chiến tranh thì không có đường bậc thang này đâu. Đây chỉ là một cái đường đất rất là trơn trượt thôi. Và người ta sẽ, khi mà người ta đi xuống thì người ta sẽ dựa vào những cái tay này. Tiếp đến là như đã giới thiệu qua thì đây chính là cái bể nước để phục vụ cho việc thoát hiểm. Và ngay phía bên trên đầu mình là khu vực tầng 3 của hang. Trong trường hợp nguy hiểm là họ sẽ nhảy vào bể nước này, trèo ra ngoài và chạy ra ngoài bằng đường cửa trước của hang. Và bể nước này trước đây thì bể đầy nước nên nhảy xuống thì cũng rất là an toàn, khoảng cách chỉ khoảng từ 1,5 m đến 2 m thôi. Bên này là một số những cái phòng của bác sĩ và y tá. Phòng nghỉ à, cái phòng cho bác sĩ và y tá trực chờ khi có thương binh đi vào thì họ sẽ dùng cáng ở đây và khiêng vào bên trong. Đấy, cáng vị trí bên này. Khiêng ngày trước thì cũng là bằng, một là bằng sắt thép, hai là bằng cật tre đấy, và vải quân dụng. Bên này là khu vực kho chứa đồ, trong này thì nó hơi tối một chút. Đây, khu vực kho chứa đồ. Đây, tiếp tục mời mình lên. Nhà mình nhìn thấy một số những cái cửa sắt để tránh bom, tránh đạn, tránh khói, tránh khí độc. Đây, các anh có thể nhìn thấy là với cái thiết kế mặt bên ngoài là mặt cong và bên trong là hai lớp thép rất là dày, rất là nặng. Ngày xưa để tránh bom đạn, và cái cửa này thì nó nằm ở vị trí ngoài cùng, tránh bom đạn. Cái cửa thứ hai là để tránh khói, tránh khí độc. Đây, rất là nặng. Cái cửa thứ hai để tránh khói, tránh khí độc. Và ngoài ra khi mình đóng cửa lại thì nó còn được cách âm với bên ngoài nữa, bởi vì có cái lớp gioăng cao su rất là dày. Đây, và mình đã ra đến cửa sau của hang rồi. Khu vực phòng trực gác. À, trực gác giống như là cái lối giống như bên kia đấy. Với mình vào hai đầu. Đấy, mình đã ra đến cửa sau của hang rồi. Và như các anh nhìn thấy thì đấy, cái tường ngoài này để tránh bom đạn, tránh bắn phá nên là tường nó rất là dày, sẽ khoảng 4-50 phân, rất là kiên cố. Còn ngay phía sau cái bức tường này là khu vực tầng 3 của hang, là như đã giới thiệu ấy. Cái phòng của chỉ huy. Tức là trước kia các cụ xây cái này thì cũng không phải ngụy trang nhiều, và chắc chắn là địch khi lên tới đây thì phải qua nhiều cái chốt chặn nữa, đúng không? Dạ vâng, đúng rồi, rất là bí mật và an toàn. Và đây mình có thể nhìn thấy bên ngoài này thì cây cối nó che chắn rất là nhiều. Và trong thời chiến tranh thì chỉ có máy bay của địch là bay qua thôi, nên là nó không phát hiện ra mình sinh hoạt ở trong này. Đấy, rất là an toàn. Đây anh thấy là có ba bát hương thì thờ gì đây em? Đây là thờ thổ công, thổ địa, thần núi, với lại cũng một phần là thờ các vong linh của các chiến sĩ của mình. Vâng. Ngày xưa các chiến sĩ có hy sinh ở đây nhiều không? Vâng, trong này thì không có quá nhiều thương binh thương vong do bom đạn đâu. Vâng. Trong này thì chủ yếu là để phục vụ cho việc tập kết, vâng, việc tập kết và cũng là chữa trị bệnh, nhưng mà chỉ là một phần nhỏ thôi. Vâng, chủ yếu là việc tập kết của quân đội của mình để canh gác với lại bảo vệ cho khu vực bờ biển của đảo Cát Bà này. Vâng. Đây đã là di tích cấp quốc gia hay cấp tỉnh hay thành phố gì chưa? Đây là chỉ thuộc của thành phố thôi, của thành phố Hải Phòng. Vâng. Và nó thuộc do quân đội quản lý. Vâng, quân đội. Em là người của quân đội à? Không ạ, em là của công ty du lịch. Vâng, công ty du lịch là sẽ đấu thầu lại cho của bên quân đội là để phục vụ việc du lịch, đưa vào du lịch và truyền bá lại thông tin về lịch sử cho mọi người. Vâng, mình sẽ đi thẳng lối này xuống dưới. Vâng. Nên là trước anh cũng đi lên trên này nhiều rồi, đúng không? Anh đi nhiều ý, thế vâng. Anh cũng cuộc vâng. Với bạn kia.
Quý vị muốn mua đặc sản trà sạch Thái Nguyên, xin liên hệ số 0989 260 877. Sản phẩm trà sạch Thái Nguyên được phân phối chính thức bởi Hà Nội Phố, nhận giao hàng toàn quốc. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Quý vị nhớ ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh YouTube Hà Nội Phố để đón xem những video mới nhất. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sắp tới.